Ngăn cơn nức cục của mình lại. Chắc mình cũng nên về nhà thôi. Mùi gì ghê quá vậy? Không, thì ra là đống rác này. Bắt đầu thôi. Cảm ơn trời. Lenny. Chào Lenny. Chào các cậu. Lenny, tụi mình định đi chơi bóng á. Cậu có chơi chung không? Bây giờ thì không thể chơi được đâu. Lenny, hình như cậu bị nứt cục hả? Để mình kể cậu nghe. Hồi tháng trước mình cũng bị nứt cục giống y chang như cậu vậy. Nứt cục càng lâu thì càng khó chịu. Đúng đó, cậu bị từ hồi nào vậy? Hôm qua. Spooky, sao cậu hết nứt cục được vậy? Mà thật ra mình không nhớ lắm. Chào các cậu. Chào Polly. Các cậu ơi, có ai biết làm sao để hết nứt cục không vậy? Cậu bị nứt cục hả? Tội nghiệp quá. Không chỉ có vậy đâu, tệ hơn nữa là cậu ấy bị từ hôm qua. Tệ tới vậy sao? Polly, chúng ta có giúp được gì không? Thật ra cơn nứt cục sẽ tự nhiên biến mất, chỉ là mất thời gian một chút thôi. Cậu thử nín thở rồi đếm từ 1 tới 10 đi. Mình nghĩ làm vậy sẽ hiệu quả đó. Đúng rồi, mình cũng từng nghe có người nói vậy. Để mình thử. Vậy bây giờ cậu bắt đầu thử nín thở đi. Tụi mình sẽ đếm từ 1 cho tới 10. Được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thành công rồi. Thành công rồi. Nín thở cũng không được rồi. Phải. Kìa, tình trạng của cậu ấy còn tệ hơn nữa. Kỳ lạ thiệt. Rồi sao? Tụi mình đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không được. Kỳ lạ thật đó. Thông thường thì cơn nứt cục đâu có kéo dài lâu tới như vậy. Đúng rồi đó, lần đầu tiên mình gặp phải chuyện này. Nghe nói thỉnh thoảng cơn nứt cục sẽ kéo dài khá lâu và rất khó để ngăn nó lại. Mình có một người bạn đã từng bị nứt cục cả tháng trời vẫn không khỏi. Cả tháng trời? Khủng khiếp quá. Dù gì thì trên đời này cũng có nhiều chuyện khó để lý giải được lắm. Cậu biết đó, tình trạng này kéo dài càng lâu thì Lenny sẽ càng ngày càng mệt. Có cách nào để giúp cậu ấy hay không? Các cậu không cần phải lo đâu. Mình mới nghĩ ra một cách để ngăn cơn nứt cục lại. Cách gì vậy? Từ từ rồi sẽ biết. Mình đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Thôi, không cần biết bí mật của Jin là gì hết. Mình chỉ hy vọng cơn nứt cục của Lenny kết thúc trước lúc đó. Chào các cậu. Polly. Chào Polly. Thấy cậu còn nứt cục như vậy mình thấy tội quá. Lenny không có ngủ được. Không, tại sao mình lại gặp phải chuyện này chứ? Tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Được rồi, mình sẽ trình diễn một phương pháp tuyệt vời để chữa khỏi nứt cục. Ta-da! Đây là máy tạo bất ngờ. Máy tạo bất ngờ là cái gì vậy? Cách tốt nhất để chữa khỏi nứt cục chính là làm cho người đó bất ngờ và giật mình một phen. Vậy thì chúng ta thử đi. Haley, mời cậu vào trong. Nhưng sao vậy? Thì lúc nào cũng phải có người kiểm tra máy chứ. Nhanh lên, nào lại đó đi. Được rồi. Cậu phải bình tĩnh, cố gắng đứng cho vững. Cái này là cái gì đây? Vậy vẫn chưa đủ sao?
Được rồi. Hả? Ồn ào quá. Sao rồi? Có bất ngờ hay không? Mình không thấy bất ngờ. Chỉ là ồn ào quá thôi. Cậu không bất ngờ sao? Lạ vậy. Sao lại không bất ngờ được? Haley, vậy mình phải lập trình thứ gì đó gây bất ngờ hơn mới được. Jin, cậu thật sự nghĩ là cái máy này có thể ngăn được cơn nứt cục của Lenny thiệt sao? Tất nhiên rồi, mình dám chắc đó. Còn mình chỉ chắc chắn một điều, lần sau mình sẽ không thử nữa. Lần sau tới lượt cậu bị nứt cục thì đừng có tới cầu xin mình giúp đỡ nữa. Mình sẽ không bao giờ cầu xin cậu giúp đỡ. Vậy sao? Đương nhiên. Lenny đang cần giúp đỡ á. Cậu nói đúng. Sao mà cậu ấy cứ nứt cục hoài vậy cơ? Mình nghĩ ra ý này. Mình biết cách chữa cho cậu ấy rồi. Hả? Ý cậu, ý là, cậu sao? Là sao? Mau qua đây. Con nứt cục của nhà ngươi có mùi hấp dẫn lắm. Lenny, lại đây đây. Tránh xa đi. Ta muốn con nứt cục. Nào con nứt cục cho ta. Nứt cục. Nứt cục. Trời ơi, yêu rồi. Mình phải gọi đội cứu hộ tới đây thôi. Xong rồi đây. Hả? Mình muốn tạo ra bất ngờ lớn nhưng mà vẫn không được. Hả? Xin chào, đội cứu hộ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Tình trạng của Lenny sao rồi? Mình có gặp cậu ấy trên đường nhưng mà tình trạng không khá hơn lúc trước chút nào hết. Vậy sao? Hả? Hả? Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp. Gì vậy Jin? Mình nhận được tin Lenny, Spooky và Cap bị rơi xuống cái hồ gần cái tình bạn. Đội cứu hộ, tới lúc các cậu phải xuất phát rồi. Hiểu rồi. Kéo họ lên thôi. Mình sẽ kéo Lenny ra khỏi đây. Cậu tới chỗ Cap đi rồi. Haley và Amber tới cứu Spooky. Được rồi. Đợi một chút Lenny. Nước này dơ quá. Cứu mình. Spooky không sao đâu. Mình sẽ cứu cậu. Haley, hình như cậu ấy bị mắc kẹt. Cậu xem thử đi. Được. Ở đây. Không rồi. Tránh ra đây. Mình phải làm sao đây? Amber, nhanh lên đi. Xin lỗi Spooky. Cậu phải ra khỏi đây. Không là bị biến thành ruồi luôn đó. Được rồi. Đây là lần hỗ trợ bóng mùi nhất từ trước tới giờ. Nói gì nói,
Từ lúc nào mà nơi này trở nên ô nhiễm tới vậy? Chắc là do rác thải trôi hết xuống đây sau một đợt bão vừa rồi. Xong rồi Haley. Được, cảm ơn. Cảm ơn cậu. Không có gì. Xin lỗi nha Clinny, mọi chuyện không được suôn sẻ như mình tưởng. Không sao đâu, các cậu chỉ muốn giúp mình thôi. Clinny, cậu hết bị nước cục rồi kìa. Hết nước cục rồi. Đúng rồi, mình hết nước cục rồi. Đúng rồi Clinny. Được vậy là nhờ kế hoạch của Spooky hết. Wow, cảm ơn Spooky. Không có chi. Còn chuyện này nữa, mình nghĩ là cũng nhờ rơi xuống bãi rác. Ở dưới đó kinh khủng quá. Mình bị nứt cục. Tội nghiệp Haley quá. Không sao đâu, cậu nói cũng nhờ rơi xuống bãi rác, vậy cậu nhảy xuống đó đi. Hả? Không được đâu. Để mình coi máy của Jin hoạt động được chưa. Mình sẽ nhờ cậu ấy giúp. Chúc mừng lắm Haley. Cứu mình Jin ơi. Đúng đó. Chạy đi, trận đấu trong rừng phần 1. Chỉ vài giây nữa thôi. Wow, nó đây rồi. Lúc nào cũng đúng giờ hết. Jackie. Ủa, Cap, cậu làm gì ở đây vậy? Mình mới đưa khách qua thị trấn ở bên cạnh. Còn cậu, sao giống như đang rình cái gì vậy? À, có một con nai sống ở trong khu rừng ở bên kia. Thật hả? Nó mới xuất hiện ở đây sao? Phải, nhưng mà ngày nào nó cũng xuất hiện hết. Thích ha. Đương nhiên rồi, phải chi được nhìn nó. Vậy giờ này ngày mai cậu hãy quay lại đi. Nó sẽ ra đây uống nước á. Xuất sắc. Tấm bảng bị gì vậy ta? Sao nó lại ở đó? Sao? Không ngờ cậu lại tìm được mấy cái này trong khu bảo tồn đó. Phải, mà không chỉ có một hai cái đâu. Hay là có ai đó muốn săn động vật hoang dã ở trong thị trấn trong? Chắc không đâu. Các nguyên tắc ở trong khu vực bảo tồn nghiêm ngặt lắm. Đúng, không thể như vậy được. Vậy có khi nào là nhóm người chuyên săn thú trái phép hay không vậy? Người săn thú? Có thể, chỉ có họ mới dùng những cái bẫy như vậy thôi. Mong là không phải đám người đó. Tội nghiệp mấy con thú quá. Chuyện này chưa từng xảy ra ở đây. Không biết ai đứng đằng sau nữa. Chúng ta phải điều tra cho rõ thì mới được. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải tới đó kiểm tra ngay lập tức. Được. Dân, ráng đuổi theo đi. Trời mây nhiều quá. Và đừng cùng đồn. Giúp mình bất kỳ. Tạm biệt Chim. Chúc may mắn. Jackie, cậu nói nó sẽ tới mà sao không thấy đâu trơn vậy? Cậu hãy ráng chờ thêm chút nữa đi. Ngoài một con sóc ra thì nãy giờ có thấy gì đâu. Cậu gạt mình có đúng không? Không phải, ngày nào nó cũng tới đây hết. Mong là con nai đó không có chuyện gì. Chia ra tìm xem có thấy cái bẫy nào ở đây nữa không. Hiểu rồi. Hả? Một,
một cái lưới. Hả? Ý cậu là sáng nay có gì không giống ngày thường hả? Có một con nai ngày nào cũng tới cái hồ bên kia để uống nước hết. Nhưng mà sáng ngày hôm nay nó không xuất hiện nữa. Tới đây nào bé nai, người ở đâu? Săn trộm trong thị trấn, nghĩ tới là bực mình rồi. Tốt nhất nên cẩn thận, chúng đang điều tra. Mình mà tìm được, mình sẽ cho hắn biết tại. Làm ơn cứu tôi. May mắn quá, chắc cậu không đi một mình phải không? Ý ông là sao? Tôi là thành viên đội cứu hộ. Ông có giấy tờ gì để được vào khu vực bảo tồn này không? Sao? Tôi là người tuần tra khu vực này. Tôi mới đụng phải mấy tên khả nghi nên tìm người tới giúp đỡ. Mấy tên khả nghi? Nghe đây, có giống bọn săn trộm không? Tôi không biết, tôi không chắc chúng như thế nào. Nhưng chúng cố gắng dùng cái lưới khổng lồ để kéo tôi ra ngoài. Ồ, vậy ông có thể mô tả lại bọn họ không? Để coi. Cặp mắt trong nhỏ là loại xe leo núi chuyên dụng hả? Khủng khiếp thật mà. Hả? Là tín hiệu gì vậy ta? Còn tệ hơn mình nghĩ, cả khu rừng chỗ nào cũng có bẫy hết đó. Còn có dấu bánh xe đi sâu vào khu bảo tồn. Mình nghĩ là tối qua có chuyện gì rồi. Chắc là có bọn săn trộm giống Jin nói. Mình ghé qua nông trại trước kia cũng nói là không bình thường. Chuyện gì không bình thường? Cậu ấy nói là thường ngày có một con nai hay ra hồ nước uống, nhưng từ hôm qua thì không thấy nó nữa. Ồ, các cậu. Haley. Hả? Không xong rồi, sao mọi người còn đứng đây? Có chuyện gì vậy? Có phát hiện gì sao? Mình gặp một người đụng phải bọn săn trộm. Rất có thể chúng vẫn còn ngoài kia. Nếu đi liền không chừng sẽ bắt được đó. Shin, cậu nói đi. Có sự cố phải giải quyết. Mình nhận được tín hiệu kêu cứu ở cánh rừng phía Tây. Ở đó có người đang cần sự giúp đỡ. Mình sẽ gửi tọa độ qua liền. Mọi người kiểm tra có được không? Cậu gửi đi, tụi mình sẽ chạy tới đó liền. Nghe rồi chứ, có người phát tín hiệu kêu cứu trong khu bảo tồn. Chúng ta phải tới đó rồi đuổi theo bọn săn trộm sau. Xuất phát. Tín hiệu kêu cứu đang nhấp nháy, phải xuất phát liền. Được. Chắc là ở đâu đây thôi. Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Các cậu, qua đây, bên này nè. Họ bị rơi xuống vách đá. Mình với Haley sẽ xuống đó coi thử tình hình. Cứ chờ ở đây. Được. Sẵn sàng chưa? Đi thôi. Hình như là họ bị bất tỉnh luôn rồi. Không, mau đưa họ lên đi. Hả? Là họ sao? Một tên là màu vàng bóng, hình như là dạng xe tải đầu kéo. Tên còn lại thì gồ ghề hơn, thân màu cam và nóc xe thì màu đỏ. Đúng rồi, hắn có bánh xe dự phòng ở đằng sau. Khoan đã, Polly. Sao vậy, Haley? Cẩn thận, có thể là bọn săn trộm. Sao cậu lại nói như vậy? Hai người bọn họ giống hệt như miêu tả người mình đã gặp ở trong rừng. Sao? Tìm thử xem, không chừng có bằng chứng gì đó. Bảy thú. Đúng rồi, chắc chắn là bọn họ rồi. Đừng để họ thoát. Người mình gặp nói là họ rất nguy hiểm và có cặp mắt rất sáng luôn. Họ nguy hiểm cỡ nào, chúng ta cũng phải đưa họ ra khỏi mỏm đá này trước cái đã. Cậu nói Amber và Roy chuẩn bị đi. Mình biết rồi. Xong rồi, Roy. Cậu kéo lên đi. Được rồi. Tình hình họ sao rồi? Nếu chỉ mất kiểm soát rơi xuống mỏm đá thì sẽ không bị nghiêm trọng như vậy đâu. Những chỗ mấp méo còn rất mới, giống như bị da chạm vậy. Vậy nghĩa là sao?
Mình nghĩ phải đưa họ về trung tâm thôi. Tôi đã nói với các người nhiều lần rồi, chúng tôi không hề biết các người đang nói ai hết. Làm sao tin được đây? Trong thùng xe có hai người toàn là bẫy thú. Mấy cái bẫy đó là chúng tôi phát hiện ở trong khu bảo tồn. Mất thời gian quá. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải biết các người là ai trước khi để các người ra khỏi chỗ này. Phải, bình tĩnh, chuyện tra cứu không mất nhiều thời gian lắm đâu. Holly, mình mới tìm được thông tin rồi. Họ nói thật hết đó. Hả? Không thể nào. Thả họ đi được rồi. Hiểu rồi. Không thể nào. Họ nói dối. Họ đang gạt chúng ta thôi. Không sao đâu Haley, chị điều tra kỹ rồi. Họ không phải là bọn săn trộm đâu. Nếu như các người không tin thì chúng tôi có thể chứng minh nè. Phải, ra bên ngoài đi. Ở trong này không có đủ chỗ. Mà hai người chờ gì vậy? Mau chứng minh cho chúng tôi thấy đi chứ. Được, mong là các người sẽ tin tôi. Chúng tôi là đội cứu hộ vùng núi. Tôi là Mark. Tôi là Bucky. Wow, giờ thì mình tin rồi. Xin lỗi nha, hai người cũng thông cảm mà, có đúng không? Không sao, chúng tôi cũng làm vậy mà. Dù sao thì mọi người cũng đã cứu mạng chúng tôi. Phải, được hợp tác với đội cứu hộ khác là một điều thú vị. Luôn sẵn sàng. Vậy người tôi gặp trong rừng là ai? Ý cậu là sao? Tôi đã gặp một người trong khu bảo tồn. Người đó nói hai người chính là bọn săn trộm mà chúng tôi tìm. Hình như đó là người săn trộm mà cậu tìm đó. Săn trộm? Chúng tôi truy lùng tên đó lâu lắm rồi. Vì hắn mà mới có chúng tôi đó. Hắn ta rất ranh mãnh. Sao? Tức là bây giờ hắn vẫn đang nhởn nhơ trong thị trấn sao? Đúng vậy, hắn chính là người mà mọi người cần phải để mắt tới. Và vấn đề là không ai biết tiếp theo hắn sẽ làm gì. Cho nên mọi người không cần buồn vì sự hiểu lầm này đâu. Chúng tôi cũng hay bị hắn xỏ mũi lắm. Mình khờ quá. Gặp hắn rồi mà để cho hắn chạy thoát. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. Chờ đó tôi sẽ bắt được ông. Tập phim. Ông ơi, còn thương ông. Ông ơi ông, ông tính gắn cái này lên người con thật hả? Sao vậy, con không thích à? Cái ruy băng hồng mới hợp với con chứ. Thế nào mấy bạn cũng cười con cho coi. Không, cái bánh xe này tốt hơn bề ngoài của nó nhiều. Mà nó còn rất là bền nữa. Ông ơi, nó không phải kiểu con thích. Ông mua cho con bánh xe công chúa được không ông? Không thể đánh giá bánh xe qua bề ngoài được. Gắn vào đi con. Minnie ơi, đi tập thôi. Con chào ông Bucky. Hai chàng trai của ông, hai đứa có đem bánh xe dự phòng chưa? Dạ có, đây là mẫu bán chạy nhất mùa này. Còn của con là mẫu mới nhất dự ra hôm qua. Đẹp lắm. Minnie, của cậu đâu? Phải đó Minnie. Khỏi đi. Wow, mẫu này hết hạn rồi. Đâu có ai xài kiểu này nữa đâu. Không Rudy, không nên nói như vậy. Thấy chưa, con đã nói là sẽ bị cười đi mà. Minnie, ông nội, con ghét ông. Minnie, con cũng phải đi rồi ông. Tạm biệt. Minnie ơi, Rudy, chờ mình với. Mình thích nó. Nhìn chưa xong nữa hả? Mình đi trước đây. Thôi mà Minnie, nhớ hôm nay mình đi đâu không? Tụi mình đi gặp Polly. Bởi vậy mình mới buồn. Polly mà nhìn thấy xe của mình, anh ấy sẽ nghĩ sao chứ? Mau đi thôi. Minnie, mình nghĩ là tụi mình phải đi rồi. Rồi đi, trời ơi. Ông cho con làm một công chúa hoàn hảo có được không? Minnie ông nội, con ghét ông. Chuẩn bị đầy đủ phụ tùng chưa? Rồi. Tốt, để anh kiểm tra lại trước cái đã. Anh kiểm tra đi.
Rudy, anh lo là cái này không vừa. Dạ, em cũng biết là vậy. Nhưng cái này là mẫu bán chạy nhất. Rudy, bán chạy không có nghĩa là tốt nhất. Nếu như em sử dụng phụ tùng không thích hợp với mình, em vẫn có thể sẽ gặp tai nạn như thường thôi. Dạ. Anh xem cái chiếu sáng trong đêm của em đi. Tiếc là bây giờ nó không phát sáng được, nhưng nó phát sáng được trong bóng tối thật đó. Benny, anh nghĩ là nó không đủ bền đâu. Hả? Ừ, nhưng mà cái này là mẫu mới nhất luôn đó anh. Benny, bánh xe phải chọn loại chắc chắn, không phải là mẫu mã. Dạ anh. Tiếc quá Benny. Của em đâu Mini? Của em hả? Dạ. Nhưng mà anh đừng chê là nó lỗi thời nha, dù em biết đó là sự thật. Em nói cái gì vậy Mini? Bánh xe của em là cái tốt nhất đó. Hả? Nó rất thích hợp với em, và còn rất bền bỉ nữa. Thật sao? Hôm nay chỉ có Mini tập được thôi. Anh muốn hai đứa nhìn kỹ bánh xe của Mini, để lần sau mang đúng phụ tùng cần thiết. Cậu hên thật đó, chọn được đúng loại thích hợp. Đi qua khúc này phải cẩn thận. Sao hôm nay gió lớn quá vậy? Ủa Musty, sao ông tới đây vậy? Hôm qua tôi có tới mua cái bánh xe cho Mini. Hôm qua Rooney và Benny cũng tới mua bánh xe, rồi lục tung các cửa hàng của tôi lên. Ồ, không hiểu tại sao dạo này bọn trẻ cứ thích chạy theo trào lưu. Còn tôi thì chỉ quan tâm tới chất lượng và độ bền. Nhưng tôi vẫn muốn xem cái bánh xe có ruy băng mà Mini khen là đẹp. Ừ. À, nó gọi là gì ta? À, công gì à, gì à? Bánh xe công chúa. Ờ, à, chắc là nó đó. Vậy ông chờ tôi một chút. Nó đâu rồi cả? À, đây rồi. Nào Mini, tiếp theo là phần khó nhất trong khóa huấn luyện đợt này. Tuy nhiên, em chỉ cần sử dụng thắng của mình đúng cách sẽ ổn thôi. Dạ. Mini may mắn thật. Ừ. Hả? Sẵn sàng xuất phát. Dạ được. À. Ôi không. Em có sao không? Dạ, em không sao. Bánh xe của em bị hỏng rồi. Hả? Làm sao bây giờ? Em đừng lo Mini. Đó là lý do em cần một bánh xe thích hợp. Dạ phải, đúng. Polly. Hả? Lại có chuyện nữa rồi. Gì vậy hả Jin? Thị trấn chúng ta sắp có bão. Có bão, có bão hả? Ừ, mấy dự báo thời tiết của chị còn dự đoán là lớn lắm. Mà còn có gió lớn, giống như lốc xoáy vậy. Nếu đúng là như vậy, thì chúng ta phải giải tán sớm thôi. Mình cũng nghĩ vậy đó, chúng ta phải trú ẩn thôi. Không chỉ có vậy đâu, mình phải đi tuần với Haley và Roy nữa. Phải. Hả? Mình nghĩ trước khi thời tiết chuyển xấu, chúng ta nên đưa bọn trẻ về nhà. Tất cả cư dân thị trấn Rum chú ý, cơn bão đã bắt đầu tiến vào. Mọi người mau tìm nơi an toàn để trú ẩn. Và chú ý, cập nhật liên tục các thông tin mới nhất về diễn biến cơn bão từ chúng tôi. Sao cả quảng trường không thấy ai hết vậy? Trời mưa rồi, quà của Mini sẽ ướt hết. Ôi không, nó đã rớt ra rồi. Có ai không? Cứu với! Cứu! Hai đứa phải chạy thẳng về nhà đó. Dạ, dạ em biết rồi. Tạm biệt. Bye Mini. Tạm biệt Mini. Tạm biệt. Mình đi chị. Mini, chạy chậm thôi, coi chừng bị trượt đó. Chị ơi, em có một chuyện quan trọng phải nói với ông nội của em á. Ừ, gì vậy? Dạ, hồi sáng này em mới nổi nóng với ông vì em không thích chiếc bánh xe dự phòng mà ông mua cho em một chút nào hết. Giờ em muốn về xin lỗi ông. Dạ, đương nhiên rồi chị.
em đã biết cái bánh xe đó tuyệt vời cỡ nào. Cứu giới! Hả? Ông nội! Khoan đã Mini, để chị đi xem trước. Phải làm sao đây? Ông ơi, nếu tới gần cây cầu sẽ bị gãy. Ông Betty ơi, cố giữ bình tĩnh, con sẽ gọi đội cứu hộ. Chào em bé, bọn trẻ về nhà an toàn chưa? Hả? Ở đây có chuyện rồi. Ông Betty bị kẹt trên cây cầu trong cơn bão. Cô đấy, ông Betty đang gặp nguy hiểm, kẹt cây cầu của ông đang liền đó. Được. Ông ơi, ông em đừng lo Mini, đội cứu hộ sắp tới rồi. Em ơi, Mini. Bô Lê, Haley, mau móc dây cứu hộ vào đi. Có liền. Nhanh lên. Em đừng lo Mini, ông của em sẽ được an toàn mà. Ở yên có nhà ông Musty. Polly, cây cầu này sắp bị gãy rồi. Ra đây Roy, kéo ông Musty sau khi mình gỡ bánh xe ra khỏi cây cầu. Mình biết rồi. Polly, mình còn chặt dây an toàn rồi. Tốt, bắt đầu thôi. Mình sắp xong rồi. Rồi, kéo đi. Ông nội ơi. Ông ơi, con cứ sợ là ông sẽ có chuyện gì. Bây giờ thì ổn rồi, ông không sao đâu. Nhưng mà có điều, cái bánh xe ông mới mua cho con trôi mất rồi. Ông đừng lo, quan trọng nhất là ông không bị gì hết. Con đã có cái bánh xe tuyệt vời nhất rồi. Mini của ông đã lớn rồi. Cảm ơn mọi người đã cứu ông. Cảm ơn mọi người. Không có gì, ông với Mini không sao là tụi con vui rồi. Mọi người, trời hết mưa rồi kìa. Tốt rồi, chúng ta mau về thôi. Haley, nhớ nhờ chú Builder sửa lại cây cầu. Mình đi liền. Roy với Amber đi đưa ông Musty về trước. Mình còn phải đi một vòng thị trấn nữa. Được thôi. Ông nội ơi, con xin lỗi vì hồi sáng con đã hổn với ông nha. Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Một người bạn ở dưới nước. Kích cỡ này là không vừa rồi. Chào buổi sáng. Hả? Chào buổi sáng. Ê, cậu đang làm việc rất chăm chỉ đó. Kính diễn giọng, dùng để dòm vật ở xa. Wow. Trông thật là tuyệt vời đó Chin à. Đúng vậy, nhưng mà có một vấn đề. Mình đang sử dụng những thứ không cần thiết trong trạm cứu hộ để làm kính, nhưng mà mọi thứ thì lại không tốt cho lắm. Cậu đừng lo, mình sẽ tìm giùm cậu những gì cậu muốn. Chắc chắn sẽ có ích đó. Thật sao? Cảm ơn Haley. Mà nè, Roy đã đi đâu vậy? Roy đi đến cảng để kiểm tra các thiết bị chữa cháy. Và cậu ấy cũng sẽ tới đó để gặp bạn của cậu ấy, Marin. Minh Minh, dừng lại đi. Mình biết là cậu đang ở đó mà. Đi ra đây coi. Marin! Roy!
cậu có một chuyến đi an toàn chứ? Tất nhiên, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Mình xin giới thiệu người bạn đã đi cùng với mình. Bạn sao? Ở đâu? Miên Miên, hết xin chào. Đây là bạn của mình, tên Roy. Wow, một chú cá heo. Miên Miên không sao đâu. Cậu ra ngoài đi. Mình đoán là cậu ấy sợ mình đó. Không, Miên Miên chỉ nhút nhát chút thôi. Nếu như cậu tới gần hơn thì cậu ấy sẽ hát cho cậu nghe. Không biết là hát bài gì đây. Mình thích lắm. À, mình có thể giới thiệu Miên Miên cho đội cứu hộ làm quen không? Tất nhiên rồi. Wow, dễ thương quá. Xin chào, mình là Amber. Mình là Polly. Còn mình là Jean. Mình là Hayley. Cái gì? Cậu ấy trốn rồi. Mình đoán là Minh Minh thật sự rất là nhút nhát. Nhưng mình nghe nói là cậu ấy sẽ hát khi chúng ta tới gần hơn. Thật sao? Miên Miên, chúng ta làm bạn đi. Lạnh lùng quá. Xin lỗi Miên Miên, mình không có ý làm phiền cậu. Hả? Hả? Miên Miên. Mình không biết cậu có sử dụng cái này được không, nhưng mình tìm thấy mấy cái này. Wow, Hayley, cảm ơn cậu nhiều lắm. Có vẻ như mọi thứ đều rất hữu ích. Mình cảm thấy vui lắm. Nè các cậu. Hả? Polly. Khuya như vậy rồi các cậu còn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng làm xong kính diễn giọng. Bởi vì mới nãy Hayley mang đến cho mình nhiều thứ hữu ích lắm. Không có gì mà Hayley không thể tìm thấy được. Đúng vậy. Hayley, khi mình làm xong cái kính, mình sẽ cho cậu sử dụng đầu tiên. Quang hô, với cái kính này thì mình có thể nhìn thấy Miên Miên từ xa rồi. Hả, Miên Miên? Ừ, Miên Miên phun nước vào mặt mình, nên mình không thể lại gần cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cảm thấy sợ mình. Có lẽ không phải vậy. Lý do Miên Miên phun nước có thể là vì cậu ấy đang thở mà thôi. Đúng vậy. Nè, cá heo khác với các loài cá khác, vì vậy nó cần không khí để thở. Khi nó thở thì nước sẽ chảy ra cùng lúc luôn. Cũng có thể là vậy, nhưng không có cách nào để đến gần cậu ấy hơn. Nếu gặp thường xuyên thì cậu có thể đến gần hơn. Đúng vậy đó Hayley, cần phải có thời gian. Mình thật sự rất muốn Miên Miên hát cho mình nghe. Mình ngủ ngon quá Miên Miên. Cậu ngủ có ngon không vậy? Ủa? Miên Miên, Miên Miên, cậu sao vậy? Cậu bị bệnh có phải không? Cuối cùng thì mình cũng đã làm xong kính diễn giọng rồi. Wow, điều đó thật là tuyệt vời. Hayley, hả? Cậu sử dụng đầu tiên đi. Thật sao? Wow, mình thấy rồi. Nào. Wow, mình có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà không bị che khuất. Cậu thật tuyệt vời đó Jean. Không có gì hết. Hả? Jean của đội cứu hộ nghe đây. Jean, mình cần giúp đỡ. Marin, có chuyện gì? Miên Miên, hình như cậu ấy bị bệnh. Cái gì? Miên Miên bị bệnh sao? Mình nghĩ chúng ta nên đưa Miên Miên tới bệnh viện. Các cậu có thể tới giúp Miên Miên được không? Tất nhiên rồi, mình sẽ cho đội cứu hộ tới đó ngay. Miên Miên, cố lên nha.
đội cứu hộ sẽ tới sớm thôi. Miên Miên! À, Miên Miên! Miên Miên! À. Marin, giúp mình đi. Miên Miên bị chìm xuống dưới biển rồi, không thấy cậu ấy nữa. Cái gì? Chúng ta phải tìm cậu ấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải tìm thấy Miên Miên trước khi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Marin, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đi cứu Miên Miên đây. Polly, hãy sử dụng kính viễn vọng. Mình nghĩ rằng chúng ta có thể nhìn thấy được vị trí của Miên Miên. Được rồi, vậy cậu mang kính viễn vọng tới đây đi. Được rồi. Đợi Haley trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu Miên Miên. Được rồi. Sẵn sàng rồi. Rồi, mình biết rồi. Các cậu. Haley. Được rồi, cậu hãy đánh dấu vị trí chính xác. Được rồi. Miên Miên. Xong rồi nè Polly. Rồi, cậu cái lồng cứu hộ xuống. Mình làm đây. Cậu xuống. Chút nữa. Đúng rồi. Ôi không, Miên Miên không muốn vào trong lồng cứu hộ. Cái gì? Mình nghĩ Miên Miên đang sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Miên Miên không vào trong đó? Miên Miên, cô đừng có sợ nha. Tụi mình sẽ cố gắng cứu cậu. Đúng đó Miên Miên, xin hãy vào trong. Tin tưởng chúng mình đi. Miên Miên, đi vào đi. Miên Miên. Làm ơn. Miên Miên. Miên Miên, cậu vào trong đi. Vào rồi, Miên Miên vào rồi. Miên Miên. Bây giờ mình sẽ nâng lên. Marin, đừng có lo lắng, tụi mình sẽ đưa Miên Miên tới bệnh viện an toàn. Cảm ơn mọi người. Rồi, sẽ chăm sóc cho Miên Miên thật tốt. Đừng lo lắng. Được rồi, chúng ta đi thôi nào. Được. Polly, Miên Miên đã khỏe lại rồi. Miên Miên, chúng mình rất vui mừng. Miên Miên khỏe mạnh trở lại là nhờ vào các cậu. Giờ cậu ấy cảm ơn các cậu đó. Sao mọi người có thể vứt rác lung tung ở trên biển vậy? Đúng vậy, vẫn còn có rất là nhiều động vật giống như Miên Miên đang sống ở dưới biển. Để cái này ở đây thì mình tin rằng sẽ không có ai vứt rác lung tung xuống biển nữa. Và tụi mình sẽ yêu cầu những người ở trong thị trấn phải bảo vệ biển và phải yêu thương động vật. Cảm ơn mọi người. Miên Miên, đừng để bị bệnh nữa nha. Wow. Miên Miên đang hát đó. Wow, bây giờ chúng ta đã là bạn của nhau rồi đúng không? Mình nghĩ bài hát của Miên Miên nghe hơi lạ tai một chút đó. Không chỉ lạ tai thôi đâu, cậu ấy thật sự hát rất là khủng. Vậy thì đỡ hơn mình rồi, các cậu chỉ nghe có một lúc thôi. Nhưng mình phải nghe suốt đường đi tới lúc cập bến đó. Cái gì? Bộ phim Polly và những người bạn. Tập phim
điều bí ẩn ở góc đường. Cậu không bắt được mình. Rồi nè các em, chạy cẩn thận đó. Các em phải chú ý nhìn hai bên đường chứ. Không sao đâu Scooby, bắt mình đi đó. Mình sẽ bắt được thôi. Cẩn thận. Chào Clinny, sao cậu có vẻ gấp gáp vậy? Polly, mình trễ giờ đi dọn được Orange rồi. Được rồi, hãy cẩn thận nha, ok? Cậu ổn chứ, Cooper? Mình không sao, Polly. Cậu nên nhớ phải đặc biệt cẩn thận khi quẹo vào đường cua nha. Mình nhớ, mình phải đi ngay đây. Lại bị đổ rồi. Rốt cuộc là ai làm vậy? Thật là bực mình. Chào Clinny. Chào Scooby. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết ai cứ làm đổ thùng rác và làm cho rác rơi đầy đường hết. Thật sao? Thùng rác hả? Hôm nay là lần thứ ba rồi. Ôi trời, thật không biết ai làm ra chuyện này nữa. Nè, làm ơn nhường đường chút đi. Mình xin lỗi. Chúc may mắn, Clinny. Tạm biệt. Xong rồi. Không. Ôi không, không phải nữa chứ. Cần làm rõ chuyện này. Đội cứu hộ, đây là Jean. Ôi không, Clinny. Cái gì? Cái thùng rác hả? Đúng vậy, đến giờ nó đã diễn ra 4 lần rồi. Đừng lo lắng, Clinny, tụi mình sẽ kiểm tra ngay. Có chuyện gì vậy, Jean? Là Clinny, cô ấy vừa mới gọi để báo cáo với mình về việc có ai đó đã đạp đổ thùng rác đầy ra đường. Đạp đổ thùng rác sao? Điều đó không tốt một chút nào. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm vậy chứ? Chúng ta nên đi xem hiện trường. Roy, đi thôi nào. Được rồi, Polly. Nè các em ạ. Chờ đã. Hãy nghe nè, các em có thể giúp anh một việc và ngoan ngoãn hôm nay hay không? Và nhớ, các em phải thật cẩn thận khi chơi đùa xung quanh những cái thùng rác, được chứ? Dạ, sao không được? Thôi, gặp vào ngày mai vậy. Mai. Nói cậu đó. Nè, cậu nói gì đó? Nhìn kìa. Gì vậy, cô Lý? Được rồi, Roy, mình đã biết ai làm đổ thùng rác ra đường rồi. Thật tốt, cô Lý. Kevin và Joe. Không, Cooper, cẩn thận. Vậy là xong. Mình rất xin lỗi. Cooper, mình mừng là cậu xin lỗi. Nhưng cậu không biết là khi chiếc xe kích thước lớn như cậu khi quẹo cua thì bánh sao sẽ xoay vào bên trong hay sao? Sao? Ý cậu vào trong là sao? Kevin, Dove, hai em cũng nên biết điều này. Dạ. Khi xe chạy tới ngay góc quẹo, bánh xe sau sẽ thường xoay về phía trong nhiều hơn là bánh xe trước. Khi xe càng lớn, mức độ xoay vào trong của bánh xe sẽ càng lớn. Đó là lý do tại sao rất nguy hiểm khi chúng ta chơi ngay ngã tư. Dạ rồi. Và ở những ngã tư nhỏ hơn sẽ càng khó tránh xe, cho nên các em phải càng đặc biệt cẩn thận. Còn nữa, khi chúng ta đạp xe đạp, chúng ta không nên quẹo cùng lúc với một chiếc xe lớn khác. Và nên giữ khoảng cách an toàn với xe lớn, vì nhiều khi quần áo và cặp có thể bị vướng vào. Hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi, Polly. Mình đã hiểu rồi. Mình xin hứa từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn, Polly. Vậy thì chỗ đây không phải là một nơi lý tưởng để thùng rác rồi. Đúng vậy. Ra là hai em làm vậy hả? Clinny. Clinny, không phải tụi em làm đâu. Hai em thật là hư quá. Hư quá. Khoan đã, không phải tụi em.
Một viên poly và những người bạn. Tập 13, an toàn thực phẩm. Và bài tập là làm thủ công từ những vật liệu tái chế. Hãy làm ra những thứ tuyệt vời từ vật liệu tái chế tìm được trong nhà các em nhé. Dạ rõ. Tụi mình làm robot siêu cấp trong vũ trụ đấy. Đúng, mà phải làm một con thật to. Vậy chúng ta đi tìm vật liệu rồi gặp ở căn cứ bí mật nha. Được. Mình lục hết mấy thùng rác ở trong nhà mình rồi, nhưng chỉ tìm được cái này thôi à. Mình cũng vậy. Ta-da. Cậu đi đánh cướp tiệm tạp quá hả? Mình lấy đồ ở nhà mình tới đó. Nếu không có rác tái chế thì mình tự làm ra. Nào, ăn giặt thôi. Xuất sắc, Johnny số 1. Sữa rất tốt cho xương và răng. Khoan đã. Sao vậy anh bước? Hộp sữa đó cũ rồi. Thật hả? Trời ơi, sữa này hết hạn lâu lắm rồi. Trước khi ăn uống thứ gì, cậu phải xem hạn sử dụng. Nếu cậu ăn nhầm đồ quá hạn, sẽ dễ bị đau bụng lắm. Hiểu rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn. Mau lên, càng nhiều hộp không thì robot sẽ càng to đó. Peter, cậu phải rửa tay trước khi ăn chứ. Có gì đâu, khỏi đi. Peter, cậu lấy muỗng múc ăn như mình nè. Bánh flan, cho mình ăn chung chứ. Bánh của mình. Bánh flan ngon vậy làm sao bỏ phí được. Mình ăn hết nổi rồi. Sạc, đâu có bỏ cuộc ngang như vậy được. Thôi bỏ đi, để mình ăn phụ cho. Hả? Mình có thể ăn gấp 3 lần trọng lượng của mình luôn đó. Ngon gì đâu. Peter, no rồi hả? Hả? Mình chưa đó, mình vẫn còn đói. Mình mới đi vô toilet này. Johnny, cậu ổn không vậy? Ổn. Trời, cái bụng dữ dội này ra. Thoải mái quá. Johnny. Peter, phần chân của robot làm bằng lon. Mình hiểu rồi Johnny, còn cái nào không? Còn chứ, có liền đây các bạn. Hả? Nè. Tốt, vậy là xong một chân rồi. Johnny, một cái nữa mới đủ. Sắp có rồi. Wow. Bây giờ là tới phần đầu. Johnny, cần thêm một cái hộp. Cần hộp có hộp. Cái này hộp luôn. Sao vậy Johnny? Sữa này kỳ quá. Hình như sữa này hết hạn sử dụng rồi đó. Hả? Ôi không, hết hạn hơn một tháng rồi. Có sao không Johnny? Mình nghĩ là không sao. Bụng mình. Bụng mình đau quá. Johnny. Johnny, ngồi yên đó đi nha. Xong rồi em ơi. Cậu xuất phát thôi. Johnny. Johnny, cậu thấy đỡ chưa vậy? Mình không sao. Hai đứa, Johnny bị đau bụng là vì uống phải sữa bị hư. Thật sao? Đúng, chị sẽ chỉ cho tụi em cách tự phòng tránh đau bụng. Chú ý đây. Trước khi ăn hay là uống thứ gì đó, phải nhớ kiểm tra hạn sử dụng trước. Không bao giờ ăn hay uống thứ gì có mùi hôi hay vị chua. Nếu ăn những thứ rơi dưới sàn nhà hoặc không rửa tay trước khi ăn, đều dễ bị đau bụng. Cần tập thói quen rửa tay sạch trước khi ăn thứ gì đó. Và ba đứa phải nhớ, ăn quá nhiều cũng có thể bị đau bụng. Em nhớ rồi. À phải, con robot của tụi mình sao rồi?
đi xem thôi. Wow, robot của tụi mình đạt giải nhất. Đương nhiên rồi, tụi mình là đội mạnh mà. Tất cả là nhờ có Johnny ăn được nhiều đó. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim An toàn khi sử dụng lò vi sóng. Sao thở dài vậy con? Có chuyện gì? Ba ơi, con thấy buồn thay cho bạn con. Có một bạn gái mà người bạn con rất thích, nhưng bạn ấy khá chắc bạn gái ấy không thích mình. Con đang nói là bạn con. Dạ đương nhiên. Johnny, con nên biết bạn gái thường thích con trai ngọt ngào như cây kem này vậy đó. Kem ngon lắm. Khoan đã, Jin. Chào Roy, chuyện gì vậy? Jin, cậu không nên để kim loại vào lò vi sóng, nó sẽ gây cháy. Sao mình lại quên vậy? Mình thường hay dùng lò vi sóng, nên lần sau mình phải cẩn thận hơn. Jin, cậu nói xong món đó chưa? Hả? Haley, đứng. Sao vậy? Nếu cậu để kim loại vào lò vi sóng, nó sẽ gây cháy. Thật hả? Haley, ai cũng biết điều đó. Nè, cậu thấy đậu không vậy? Mình nghĩ đậu rồi, nhưng phải kiểm tra lại đã. Giờ mình chỉ nghĩ đến món kem đá bào thôi. Hả? Johnny, mình thích ăn kem. Nó ngon lắm, mình biết cách làm món đó. Tuyệt vời. Cindy, đi với mình sẽ làm món đó cho cậu ăn. Cậu muốn ăn vị sô-cô-la hay vị dâu? Để xem. Sô-cô-la. Mình cũng vậy. Cái gì? Mình đâu có mời hai cậu. Cậu nói sẽ làm món đá bào mà. Nhưng không cho cậu. Thôi nào các cậu, sao các cậu cứ mãi cãi nhau hoài vậy? Mình thích ăn vị dâu. Chọn tốt. Đi nào, đá bào cho mọi người. Được rồi. Được thôi. Chào chú. Chào các con. Ta-da. Wow. Tuyệt vời. Dừng tay, cái này cho món đá bào. Sạc giờ mình sẽ đi chơi game trước, gọi mình khi làm xong. Đi nào Sạc. Đợi với. Sao các cậu không thể ngồi làm chung với nhau? Hả? Johnny. Hả? Cậu làm gì với nó vậy? Đây là kem. Để làm món đá bào ngon cần phải có món kem này. Cậu làm được không? Hay để mình cầm lên như vậy giúp cậu. Sắp xong rồi. Đây là mơ sao? Johnny. Có còn rồi thôi. Johnny, cậu có gì để ăn không vậy? Cậu tìm tủ lạnh xem có gì để ăn không. Có pizza. Mình có nên làm nóng lại không? Để mình đi lấy cái dĩa. Nhìn ngon quá. Nhìn nó ngon như trong tạp chí vậy. Sao cậu cười vậy? Cậu bị dính kem lên mặt kìa. Ở đâu? Không, để mình lau giúp cậu. Ra khỏi đây đi, mau lên. Nhanh lên mấy đứa. Món kem của mình. Để đi Johnny. Món kem của mình. Có khói bay ra từ nhà của Johnny. Mọi người chờ ở đây, để tôi giải quyết. Được rồi, đám cháy tắt rồi. Cảm ơn Roy. Nghe nè, để anh nói chút về an toàn khi sử dụng lò vi sóng. Điều thứ nhất, không được bỏ vật có chất liệu kim loại vào lò vi sóng. Lò vi sóng có thể gây cháy nếu tiếp xúc với kim loại. Tiếp theo, chúng ta cần phải đâm lỗ hoặc cắt lát thức ăn trước khi để vào lò vi sóng. Khi hơi nước thức ăn không thể thoát ra, thức ăn có thể bị nổ tung. Và cuối cùng, chỉ nên đóng hờ nắp hộp hoặc nồi để tránh tình trạng cháy nổ. Các em hiểu chưa nào? Dạ, chúng em
hiểu rồi. Món kem của mình, Cindy và mình đã tốn bao công sức. Ừ, nhưng bọn mình đã làm rất vui mà. Bọn mình có thể làm lại được không? Cậu nói đúng, nếu như vậy tuyệt quá, được rồi. Cậu đừng quên là mình thích ăn sô-cô-la đó. Biết đó, cậu không bao giờ được qua nhà mình nữa. Mình biết rồi, chỉ có con gái mới được ăn kem thôi chứ gì.